lên đi nói học học nữa, học mãi. Còn Elvin thì nói rằng người mù chữ là người không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại. Nếu bạn muốn sự nghiệp của mình bền vững, phải xác định rằng học cả đời. Nếu chúng ta có suy nghĩ rằng tôi lấy được cái bằng này rồi, tôi học xong đại học rồi, kết thúc chuyện học tập, thì chỗ đó sự nghiệp của bạn cũng sẽ gói gọn trong những thứ cũ kỹ mà thôi. Muốn cho sự nghiệp bền vững, chúng ta sẽ cần nỗ lực liên tục, nhưng mà không phải nỗ lực trong vất vả, trong đau khổ. Kinh dịch viết: trời vận hành không ngơi nghỉ, nhưng không hề mệt mỏi, đuối sức. Người hiểu biết, học theo, cố gắng không ngừng, nhưng thông dong tự tại. Hãy nhìn tự nhiên, nỗ lực trời đất không bao giờ ngừng nghỉ. Những cái hang động, ví dụ như động thiên đường, sơn đòn, đó là những tuyệt tác của thế giới. Và điều đó cho thấy gì? Thiên nhiên làm việc liên tục để tạo ra những kiệt tác đó, nhưng không hề đuối sức. Nếu chúng ta muốn sự nghiệp của mình bền vững, hãy học cách nỗ lực theo quy luật vũ trụ, theo cách sự sống vận hành. Bạn sẽ thấy nỗ lực của bạn diễn ra nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, nhưng mà kết quả thì rất tuyệt vời. Nếu bạn muốn xây dựng sự nghiệp bền vững, hãy chiêm nghiệm thông điệp của Bob Proctor. Khi người ta hỏi ông ấy bí quyết thành công của ông là gì, ông ấy nói rằng sự thật chẳng có bí quyết gì đâu. Mọi người đều được lập trình là đi theo đám đông và sống qua các giác quan, là sống từ bên ngoài đi vào đó. Tôi ý thức đi theo hướng dẫn nội tâm và sử dụng các công cụ sáng tạo Thượng Đế trao tặng. Đó là điều ông ấy làm từ năm ông ấy 26 tuổi. Trước năm 26 tuổi, ông ấy có một cái quá khứ rất tệ. Ở đây các bạn còn được học hành đến nơi đến chốn nha. Ổng không học hành đến nơi đến chốn. Ổng chỉ có 2 tháng học phổ thông trung học thôi. Và sau đó ổng làm những cái công việc giao hàng nè. Mà giao hàng thời đó còn không có xe Honda đâu. Ổng chỉ giao hàng bằng cái xe rùa đó, bơm xăng ở trạm xăng. Nhưng mà khi ông ấy học hiểu về bản thân mình và ông ấy có những người hướng dẫn, ông ấy biết bên trong ông ấy có gì và ông ấy đã xây dựng doanh nghiệp hoạt động khắp thế giới. Đó chính là 3 yếu tố tạo nên sự nghiệp bền vững: học tập cả đời, đi theo những cái hướng dẫn nội tâm của mình, và học để hòa hợp với các quy luật tự nhiên, sống thuận tự nhiên thì sự nghiệp sẽ vững chắc.